À, khóa học này á, các anh chị sẽ được học với mẫu qua một hình thức học vô cùng là linh hoạt, đó chính là học live và học qua dạng video. Học live thì các anh chị học với mẫu trong vòng 10 buổi kéo dài 2 tháng. Đó, là mỗi buổi chúng ta học khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ. Và khi sau khi các anh chị học rồi, các anh chị còn được coi lại những cái video trên app Mẫu Buổi Finance, là một cái app vô cùng tiện lợi giúp cho các anh chị học mọi lúc mọi nơi luôn. Và trong quá trình học, chúng ta sẽ có gọi là thực hành với nhau, cùng nhau thực hành live với nhau. Đó, và các anh chị trong quá trình học, các anh chị có bất kỳ câu hỏi và họ thắc mắc gì thì ngoài mẫu ra còn có một đội ngũ hỗ trợ vô cùng là tận tâm 24/7 luôn, giúp cho các anh chị giải đáp cho các anh chị tất cả các thắc mắc mà các anh chị có trong khóa học hoặc là trong quá trình trading như vậy á, các anh chị sẽ các bạn sẽ giúp cho các anh chị thêm. Và sau khi khóa học rồi, các anh chị nhận được gì? Đó chính là nhận được bài test giúp cho các anh chị kiểm tra lại trình độ học của mình trong cái khóa học đó, các anh chị đạt đạt được những gì. Và cuối khóa các anh chị sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học bên Mẫu Buổi Finance. Ngoài ra, các anh chị sau khóa học còn nhận lại một cái tài liệu độc quyền chỉ có ở tại Mẫu Buổi Finance mà thôi, giúp cho các anh chị đồng hành trong quá trình đầu tư cũng như là trading sắp tới.